Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay, thứ ba ngày 24 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cùng các tin tức thời sự cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội tổ chức thảo luận ở tổ và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm. Trong buổi sáng, các đại biểu thảo luận ở tổ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021-2025, cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Buổi chiều, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả 44 đại biểu được lấy phiếu tín nhiệm đều có số phiếu tín nhiệm đạt cao. Đến nay, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành công tác luân chuyển cán bộ địa chính ở 14 xã thị trấn trên địa bàn. Hiện 100% cán bộ địa chính xã thị trấn ở đây đều không phải người địa phương. Việc thực hiện chủ trương bố trí cán bộ địa chính xã không phải là người địa phương góp phần hiệu quả trong việc xử lý đơn thư tố cáo, tranh chấp đất đai, đặc biệt tránh trường hợp nể nang người nhà, giải tỏa các trường hợp vi phạm 93 tiêu biểu ở xã Quang Hưng, Minh Tân, Tống Chân và xử lý cương quyết các trường hợp xả thải gây ô nhiễm môi trường tại các xã Tam Đa, Tông Phan. Tuy nhiên, nhiều cán bộ địa chính cấp xã vẫn còn lúng túng khi mới đến nhận công tác tại địa phương khác, đặc biệt trong việc xác minh vị trí, nguồn gốc đất khiến việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân còn chậm. Trong hai ngày 24 và 25 tháng 10, tại Trường Trung học Phổ thông Yên Mỹ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên tổ chức cuộc thi Học sinh Phổ thông với ý tưởng khởi nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2023. Tham dự cuộc thi có 38 dự án khởi nghiệp từ các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên toàn tỉnh. Sau vòng sơ khảo có 28 dự án lọt vào vòng chung kết với nhiều lĩnh vực như công nghiệp chế tạo sản phẩm, nông nghiệp dịch vụ, du lịch, giáo dục. Trong đó có những dự án mang tính thời sự như thiết bị báo cháy thông minh, túi cứu hộ trẻ em khi cháy, gậy thông báo khoảng cách cho người cận thị. Cuộc thi là cơ hội để các em vận dụng các kiến thức, kỹ năng của mình, đưa ra các sáng kiến, giải pháp giải quyết các vấn đề của cộng đồng, xã hội. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 5 của Quản lý Thị trường tỉnh tiêu hủy gần 7.000 lít rượu không đảm bảo chất lượng. Trước đó ngày 13 tháng 10, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất công ty cổ phần quốc tế có địa chỉ tại thôn Cốc Ngang, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Tại thời điểm kiểm tra, công ty có hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm rượu thủ công. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ và niêm phong toàn bộ số hàng hóa gồm 6.840 lít rượu các loại để tiến hành xác minh. Ngày 16 tháng 10, cơ quan chức năng xác định toàn bộ số rượu trên đều không đạt yêu cầu chất lượng chỉ tiêu hàm lượng aldehyde. Công ty bị xử phạt hành chính 35 triệu đồng, đồng thời số rượu trên bị tiêu hủy theo quy định. Chuyển sang các tin tức khác. Thưa quý vị, sau thời gian dài đàm phán, container chở 32.000 chiếc bánh trưng xanh đã được hợp tác xã Bà Ba Hội ở Quảng Nam làm thủ tục để lên tàu biển qua Mỹ bán cho kiều bào. Lô bánh trưng thuộc sản phẩm của hợp tác xã Bà Ba Hội, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Sáng nay, xe tải chở toàn bộ 32.000 chiếc bánh trưng này lên đường vào thành phố Hồ Chí Minh để làm thủ tục thông quan xuôi theo đường biển trước khi có mặt trên kệ siêu thị bán cho kiều bào tại Mỹ từ giữa tháng 12 tới đây. Suốt nhiều tháng qua, doanh nghiệp đã đầu tư máy móc hiện đại, chuẩn bị nguyên liệu và đóng gói để giao hàng. Bánh chưng được làm với quy trình đảm bảo chất lượng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn FDA xuất khẩu chính ngạch. Tối qua tại di tích lịch sử cấp quốc gia đền Đông Quương, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã diễn ra khai mạc festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn lần thứ tư gắn với lễ hội cơm mới đền Đông Quương năm 2023. Từ năm 2016, thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt đã chính thức được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn lần thứ tư có nhiều nội dung đặc sắc, là dịp để người dân, du khách hiểu sâu sắc hơn về di sản thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt. Đây cũng là dịp để huyện Văn Yên tiếp tục quảng bá tiềm năng thế mạnh về phát triển du lịch, trọng tâm là quảng bá về di tích lịch sử quốc gia đền Đông Quương với du khách thập phương, từng bước hình thành chuỗi liên kết phát triển du lịch tâm linh gắn với các loại hình du lịch khác trên địa bàn.
Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết đã yêu cầu các nhà mạng di động khẩn trương có biện pháp, cơ chế ngăn chặn tình trạng lợi dụng các dịch vụ của nhà mạng để thực hiện cuộc gọi tin nhắn rác lừa đảo. Theo đó, các nhà mạng di động được yêu cầu phải áp dụng cơ chế, biện pháp lọc tin nhắn cuộc gọi rác lừa đảo cho các dịch vụ của doanh nghiệp, tạm dừng các dịch vụ nếu chưa có biện pháp chặn lọc. Riêng các nhà mạng Mobifone và VNPT chỉ được tiếp tục thực hiện dịch vụ tin nhắn từ đầu số dịch vụ lời nhắn thoại sau khi đã áp dụng các biện pháp chặn lọc tin nhắn cuộc gọi rác lừa đảo. Trước đó, Cục Viễn thông đã nhận được thông tin phản ánh của báo chí và người dùng về việc các đối tượng giả mạo brand name của nhà mạng để thực hiện các hành vi lừa đảo người dùng. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tổ chức hội thảo giải pháp xử lý cuối vòng đời của pin xe điện. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về chính sách quản lý chất thải nguy hại tại Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm quản lý pin cuối vòng đời tại châu Âu, Nhật Bản và châu Á. Ở Việt Nam, số lượng xe điện và pin xe điện ngày càng tăng đang đặt ra một thách thức nghiêm trọng đối với các nhà sản xuất và nhà quản lý trong việc quản lý chất thải. Cụ thể là giải pháp tái sử dụng, tái chế pin xe điện cuối vòng đời. Tái chế pin mang đến nhiều lợi ích không chỉ góp phần bảo vệ môi trường sống mà còn mang lại lợi ích kinh tế quan trọng nhờ vào việc thu hồi các loại khoáng sản có giá trị như coban, nickel, lithium. Năm 2019, Việt Nam chỉ có khoảng 140 phương tiện có động cơ chạy bằng điện. Đến cuối năm 2022, nước ta đã có khoảng 2 triệu xe máy điện và 11.000 xe ô tô điện. Tiếp tục với phần tin quốc tế, ngày 23 tháng 10, giới chức Bangladesh cho biết số người thiệt mạng trong vụ tàu chở hàng đâm vào tàu chở khách tại thành phố Bhairat đã tăng lên 20 người. Vụ việc xảy ra vào chiều 23 tháng 10 bên ngoài Bhairat, khi một tàu chở hàng đang trên đường tới thành phố Chattogram thì đâm vào tàu chở khách đang trong hành trình tới thủ đô Dhaka. Vụ việc làm khoảng 100 người bị thương và một số toa của tàu chở khách bị lật. Lực lượng cứu hộ đã kéo được 20 thi thể ra khỏi đống đổ nát. Nhà chức trách đã tạm ngừng dịch vụ đường sắt đi qua tuyến đường trên. Hiện chưa rõ nguyên nhân của hai vụ tai nạn. Tai nạn đường sắt tại Bangladesh xảy ra tương đối thường xuyên do thiết bị báo tín hiệu kém và cơ sở hạ tầng xuống cấp. Giới chức cảnh sát Mỹ cho biết một phi công đi nhờ máy bay của hãng hàng không Alaska Airlines chở theo 84 người bị phát hiện âm mưu bắt động cơ và sau đó đã bị khống chế. Theo đó, máy bay Embraer E-175 của hãng hàng không Mỹ Alaska Airlines tối 22 tháng 10 theo giờ địa phương đã phải chuyển hướng do mối đe dọa an ninh liên quan tới một người được phép ngồi ghế phụ trong buồng lái khi đang thực hiện chuyến bay từ Washington đến San Francisco. Văn phòng cảnh sát thông báo, nghi phạm Joseph David Emerson, phi công đi nhờ trên chuyến bay chở theo 80 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn, đã tìm cách kích hoạt hệ thống dập cháy để tắt hai động cơ của máy bay, nhưng không thành công. Người này bị tổ bay khống chế và giao cho cảnh sát sau khi máy bay đã hạ cánh khẩn cấp. Các hãng hàng không thường cho phép phi công đi nhờ máy bay để di chuyển giữa những địa điểm không nằm trong lộ trình làm việc của họ. Những người này không thuộc phi hành đoàn và được bố trí ngồi ghế phụ trong buồng lái và không phải mua vé như hành khách. Emerson đang đối mặt với 83 cáo buộc âm mưu giết người, 83 cáo buộc liều lĩnh gây nguy hiểm cho người khác và một cáo buộc uy hiếp an toàn bay. Giới chức Mỹ chưa công bố động cơ dẫn tới hành động của nghi phạm. Ngày 23 tháng 10, Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness thông báo Bobby, chú chó nhiều tuổi nhất thế giới đã qua đời sau khi sống được 31 năm và 165 ngày ở Bồ Đào Nha. Bobby đến từ Loira, Bồ Đào Nha, cũng là chú chó già nhất từng được ghi nhận. Tin tức về cái chết của Bobby được bác sĩ thú y người Mỹ Karen Baker công bố lần đầu tiên hôm 23 tháng 10. Tiết lộ về bí quyết để Bobby có thể sống thọ như vậy, chủ nhân của chú chó cho rằng tất cả đều nhờ dinh dưỡng tốt, thường xuyên tiếp xúc với thiên nhiên và được chăm sóc thú y đầy đủ và tình yêu thương. Trước Bobby, con chó già nhất thế giới là Bluey cũng được nuôi tại Bồ Đào Nha. Chú chó này thọ 29 tuổi và 5 tháng. Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA cho biết khoảng 46 năm sau khi tàu thăm dò Voyager 1 và 2 của NASA bắt đầu hành trình khám phá không gian vĩ đại, phần mềm lâu năm trên tàu thăm dò tiếp tục được cập nhật từ xa. Theo đó, các kỹ sư của NASA đã cập nhật và sửa chữa phần mềm nhằm quản lý dữ liệu bị lỗi mà tàu Voyager 1 đã bắt đầu truyền về từ năm ngoái. Một loạt các cập nhật khác hướng tới việc ngăn chặn chất bẩn tích tụ ở cả hai động cơ đẩy trên tàu.
Những cập nhật trên sẽ giúp tàu duy trì liên lạc với trái đất lâu nhất có thể. Tuy nhiên, việc sửa lỗi không thể giải đáp tại sao hệ thống chuyển hướng dữ liệu vững chắc. Biển đó có thể hé lộ vấn đề lớn hơn đối với Voyager 1. Nhưng các kỹ sư tin tưởng rằng hoạt động sửa chữa có thể giải quyết tận gốc vấn đề, ít nhất là sau khi việc truyền cập nhật hoàn tất sau hành trình hơn 20 giờ tới Voyager 1. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình này lần sau. Thân ái chào tạm biệt.